Câu cá chấm tự nhiên các em chọn điểm câu cực kỳ quan trọng, chọn những điểm mà có cỏ, loại cỏ cá hay được dọn điểm cho nó sạch sẽ. Sau đó nhiều mồi thì cứ ưu tiên có hạt bắp nhá, khoai sống, mì cũng được. Xét đồ chục săn cá chấm cứ to to một chút, chục lộc dùng 5 chấm kiểu PA 2 chấm và lưỡi là lưỡi BBK số 8. Dùng hạt ngô để săn nó luôn. Cá chấm rất thích ăn hạt ngô, đặc biệt là ngô non, ngô Mỹ. Sau khi các thứ đã chuẩn bị ok thì ngồi đợi chờ thôi. Lên hàng này, cá chấm, đây là cá chấm tự nhiên, kéo cực kỳ khỏe luôn. Về ui, sẽ đổ to nên không sợ đứt, cứ kéo thôi. Cái điểm này cây nhiều nên lộc sẽ đổ to rất là ok luôn. Lên cá chấm tự nhiên nhìn mà đã.